Dạ. Em đang khó chịu lắm, anh đừng có đụng vô người em. Bộ giờ bệnh hả? Để lấy thuốc cho vợ uống nha. Em không có bệnh hoạn gì hết, em chỉ là đang khó chịu thôi. Vợ khó chịu? À, vậy thì anh sẽ múa cho vợ coi là hết khó chịu liền. Vợ quay ra đây, coi anh múa nè. Quay ra đây. Vợ. Vợ. Bộ chồng múa xấu lắm hả? Con Huệ nó múa đẹp lắm á. Huệ. Sao suốt ngày chỉ biết nhắc tới con đó vậy? Thì tại anh thích nó. Anh. Vợ. Vợ đừng có giận nữa. Đừng có giận nữa nha. Chồng thương, chồng thương. Em đã nói là em đang khó chịu rồi, sao anh cứ sớ đó trước mặt em hoài vậy hả? Anh đi ra ngoài cho em nghỉ ngơi được không? Không. Chồng sao mà để cho vợ một mình lúc khó chịu vậy được? Đúng không? Đâu có để gì được. Ơi, buông ra đi. Bây giờ anh không ra ngoài đúng không? Vậy thì tôi đi. Mẹ. Vợ. Làm cái gì vậy? Em đang ngủ mà. Da của vợ đẹp quá nên anh muốn hôn. Em đang mệt lắm. Ôi, cho anh hôn chút đi ngủ nha. Em đã nói là em đang mệt, bữa khác được không? Anh không chịu đâu, anh muốn hôn liền bây giờ à. Anh muốn hôn vợ nè. Luôn. Nè. Anh làm cái gì vậy? Em nói mà anh không hiểu hả? Em nói là em đang mệt, sao anh phiền phức quá vậy? Xin lỗi. Em cấm anh đụng vào người em đó. Nếu như mà anh còn như vậy nữa, em đi ra ngoài ngủ. Vợ, anh kêu vú sáo nấu chè yến cho vợ ăn tẩm bổ nè. Vậy vậy ăn đi. Ăn liền đi cho nóng nha, chồng cũng ăn rồi. Em không ăn đồ ngọt, mập lắm. Vậy sợ mập xấu hả? Vậy thôi đừng ăn. Ngày mai á, chồng kêu vú sáo nấu chè không bỏ đường. Chè không đường thì đâu phải gọi là chè. Gì hả? Chè không đường là chè không mập đó. Vậy vậy ăn đi. Quang hô, vợ chịu ăn chè rồi, vợ chịu ăn chè rồi. À, nhậu nước đi. Uống nước đi vợ.
Dạ. Vợ còn nhức tay không? Để chồng bóp tay cho vợ ngủ nha. Anh đúng là có hơi ngốc, nhưng được cái thiệt tình, đời mình coi như tạm an ủi vậy. Dù sao cũng cảm ơn. Nhờ số tiền của chồng mà anh trai của em không phải đi tù, không phải trốn chui trốn nhủi. Vợ ơi, vợ vui hả? Chồng thấy vợ cười kìa. Nhìn kỹ chồng cũng đẹp trai. Thì cả vợ khen chồng đẹp trai. Ủa, chồng đi đâu vậy? Chồng đi coi kiến. Lưu Phan, anh mãi là kỷ niệm đẹp trong trái tim em. Dọn dẹp nhà cửa, chăm lo tất cả bữa ăn cho nhà chồng. Vụ này Thúy không có làm. Lại còn phải chịu đau đớn khi sanh nở, cực khổ nuôi nấng con thơ. Cho nên ta phải... Trời ơi, tội nghiệp vợ quá vậy. Tội nghiệp vợ quá. Anh sao vậy? Có con gì bay vô mắt anh hả? Không. Hay là anh bị nhậm? Để coi coi. Anh không có bị gì hết á. Anh khóc rồi. Sao anh khóc? Ai chọc chồng em? Không có. Anh đang đọc sách nè. Xong anh thấy làm vợ cực khổ, thi sinh nhiều, cho nên anh thương vợ anh khóc. Đúng rồi, làm vợ cực khổ lắm đó. Cho nên là anh phải biết thương em nhiều đó. Anh thương mà. Anh thương vợ nhiều lắm. Nhiều cỡ nào? Nhiều cỡ này. Nhiều cỡ này. Nhiều cỡ này. Nhiều cỡ này nè. Cỡ này. Cỡ này. Cỡ này luôn. Tại vì vợ là người phải hy sinh rất là nhiều, cực khổ đau đớn hàng ngày, và phải nấu nướng chăm lo tất cả mọi thứ, nấu nướng các bữa ăn cho nhà chồng. Chưa hết nha, vợ còn phải đau đớn cực khổ khi mà sanh nở nữa, còn cực khổ chăm sóc cho con thơ. Cho nên chúng ta phải thương vợ nhiều cỡ này. Chúng ta phải thương vợ nhiều cỡ này nè.